tung. Hello cả nhà, đây nè con nè, con chào cả nhà nha. Con muốn dẫn cả nhà coi trung tâm mua sắm nha của Malaysia. Rồi bây giờ con quay cho cả nhà coi nè, cũng đẹp lắm á. Con quay cho cả nhà coi đây nè, nó có con gà nè ngay trước cửa luôn. Trung tâm mua sắm nha, shopping mall nè. Cả nhà coi đẹp chưa, nó có con gà đó. Đây là trung tâm mua sắm của Malaysia. Ok, giờ bây giờ con quay gần gần cho cả nhà coi nha. Chỗ này hình như là 2021 mới xây xong nha, cũng mới có một năm mà cũng còn mới lắm cả nhà. Đó, con gà đứng gàng nè. Đây nè, đó. Rồi Malaysia cũng đâu có dở đâu cả nhà, cũng tiến bộ chứ ha. Lúc đầu con chưa tới đây tham quan, con tưởng là Malaysia chắc cũng dởm lắm, nhìn cũng sạch sẽ, nhìn cũng tiến bộ lắm chứ, thấy không? Được lắm à. Nhìn nó ngoài giống như sòng bài của Mỹ vậy đó. Đó, con gà vàng của nó nè, phong thủy nè. Thấy chưa? Đèn tối sáng sáng nước bơm lên. Đây nè, con gà của nó nè. Đó. Đó, một con gà phong thủy của Malaysia. Đẹp chưa? Nước bắn lên có đèn mà không có nhạc. Rồi thôi, bye bye nha cả nhà. Rồi kinh đây. Rồi ngủ ngon nha. Hello cả nhà, con dẫn cả nhà đi ăn đồ Malaysia nha. Mấy đồ đặc biệt của Malaysia nha. Cả nhà theo con đi xuống dưới ăn đồ Malaysia nha. Rồi follow me please, follow me.
Hello cả nhà, con chào cả nhà nè. Con chào cả nhà, con đang ở Malaysia nè, đang ở cái tiệm Malaysia chỗ đồ ăn á. Giờ con review cái này nó nổi tiếng lắm, cái súp này nó nổi tiếng, nó nước của nó nè bằng trà nấu, có thịt nè, thịt này thịt gì, thịt kiểu như là heo quay vậy đó. Giờ có nấm nữa nè, một miếng nấm nè, một miếng heo quay nè, thịt heo quay nè, với cái trà nữa, là kêu bằng tiếng Tàu là kêu bằng là dục quách trà, phải không? Đó là tiếng Việt mình lồng lại là kêu bằng là heo quay, heo quay xương nấm trà đó. Rồi con cho cả nhà thử, con mời cả nhà ăn nha, thử coi cái canh này canh sao nè, của người Malaysia nè. Nó có mập, có thịt nè, có nở nè, có ốm nè, ăn thua mình thôi nha, mình lựa nha. Giờ con thử cái cục bự bự nè, con thịt nạc mỡ này nè, coi nó ngon nha. Rồi con mời cả nhà ăn nha. Rồi. Ăn nó béo béo, giống như ăn mình đang ăn ăn thịt khô vậy, giống thịt khô. Còn cái nước súp của nó là súp bằng trà, nước trà nó nấu cả nhà. Rồi bây giờ con húp một cái nha, cho cả nhà coi nha, cho nó ngon mà. Súp là súp trà nè. Nó giống như là nó có mùi trà, giống như mình đang ăn thịt khô vậy, cái mùi nó hơi giống thịt khô, lại có chả trong đó. Cái này ăn với cơm mới được, nếu mà ăn không vậy thì hơi ngán, ăn với cơm là ngon á đó. Giờ con đọc thêm một lần nữa, cái này là nổi tiếng của Malaysia nha, người Tàu Malaysia nó kêu bằng là dục quách trà đó, cũng như trà với thịt với nấm với xương nữa. Rồi bây giờ con review xong rồi đó nha, bây giờ con qua bên đây con review món khác nha. Món này cũng đặc biệt lắm nè, ăn với cơm nè, ai cũng biết hết đó. Món này nó chua chua ha. À con cho cả nhà coi nè, cái nước của nó là sô chua, cái này kêu bằng chi cơ con thù, chi cơ con thù. Ok, người Trung Hoa nó cứ ăn là chi cơ con thù. Mấy người mà gái nó yếu và con trai yếu gì đó, không biết nó phải uống cái này hoặc là sao á, cũng là có nó thuộc vào, nó cũng là bổ đó, đồ bổ không. Là cái nước của nó là nó chua chua ngọt ngọt nha. Rồi con mời cả nhà nha, chua chua ngọt ngọt, con mời cả nhà uống nha. Nó chua chua ngọt ngọt thiệt nha. Cái này ăn với cơm trắng này nè, ngon. Cơm trắng của Malaysia, nó cơm trắng nè, nó có mấy tép mỡ trên này nè đó, con cơm trắng của Malaysia nè, đặc sản đó. Cái canh này đặc sản nè, nó có đây, cái súp này nó có sườn heo chân heo đó, chiếc là chân heo đó đó, một cục thịt mỡ nè đó, rồi cái nước nó chua chua. Rồi vậy thôi mà nó đặc điểm là ăn với cơm ngon lắm, chua chua. Rồi con gái con trai cũng ăn được hết á, nó như nó bổ sao nghe nói. Rồi con review cho cả nhà thôi nha, cái này là ai cũng ăn được hết á, cũng không mắc tiền đâu. Đồ Malaysia nó dễ, cái giá tiền giống như giá tiền Việt Nam vậy đó. Giờ con mời cả nhà ăn nha, rồi ba cả nhà nha. Con cho cả nhà coi nè, vòng vòng đây nè. Đó, cái tường của nó nhiều đồ ăn lắm cả nhà ơi, quá cho đồ ăn luôn nè. Thấy không? Rồi con bye bye cả nhà nha. Hello cả nhà, đây là Malaysia nè. Đây là cái tiệm nó bán là bánh cuốn á. Cả nhà thấy bánh cuốn với Việt Nam bánh cuốn nó khác gì không? Việt Nam bánh cuốn là ăn với nước mắm không? Bánh cuốn này nó không có ăn, nó không phải ăn với nước mắm nha cả nhà. Bánh cuốn này ăn với nè mấy tương đen đen nè. Đó, tương đen đen như mình ăn phở vậy đó. Cả nhà thấy không? Bánh cuốn của Malaysia nha. Rồi con review cho cả nhà coi nè, nó có tôm nhỏ đó, với ăn với tương nha, và với muối mè nữa nha.
Hello cả nhà, con chào cả nhà nha. Đây là thuốc bắc của người Trung Hoa nha. Khao Linh Khao á, là Quế Linh Cú á. Khao Linh Khao, Quế Linh Cú á, là thuốc bắc của Trung Hoa. Nó làm ra giống như là rau câu, thuốc bắc rau câu của Trung Hoa nè. Đó, con chia sẻ cho cả nhà đó, một chén nó vậy đó nha. Đó, con cho nhà coi nè, thuốc bắc của nó nè. Đó, đó nó có thuốc bắc nè. Rồi mình ăn ngọt á, mình bỏ đây là nước đường của nó nè. Nếu mà ăn ngọt mình bỏ nước đường nha. Còn nếu mình không ăn ngọt á, mình cứ múc gì ăn nè. Rồi bây giờ con mời cả nhà ăn trước nha. Cái này thuốc bắc của nó làm sao đó. Nó như dầu câu vậy đó mà nó làm với thuốc bắc nha. Rồi con mời cả nhà ăn nha. Coi nó ngon nha, review cho cả nhà thuốc bắc này đó. Đắng lắm cả nhà ơi. Ăn cái này hơi đắng đắng nha. Nếu mà mình sợ đắng á, mình sẽ bỏ đường nè, đường vàng vô nha. Bỏ đường vàng vô nó đỡ đắng chút xíu nha. Rồi con review tới vậy thôi nha. Nó hơi đắng nha. Rồi ai mà sợ bỏ đường vô thôi. Rồi con bye bye cả nhà nha. Rồi bye bye nha. Hello cả nhà. Nếu mà cả nhà tới Malaysia chơi phải ăn mấy bánh này nè, ngon lắm cả nhà ơi. Bánh đen thui lui nè, nó cái mùi nó đặc biệt lắm. Bánh này cũng được, bánh này bánh dừa nha. Rồi bánh này đang thui lui, nó bánh nó có hộp nhân vậy đó, ngon lắm. Tới Malaysia chơi phải ăn cái món này nha. Rồi, giờ con bye bye cả nhà nha, bye bye nha. Cả nhà bây giờ con quay xong rồi đó, bây giờ ở dưới ăn xong rồi, bây giờ lên đây nha. Rồi con bye bye cả nhà nha, bye bye nha. Đây là đường phố ở ngoài Malaysia nè, cả nhà thấy không, đó đường phố Malaysia đó. Rồi con bye bye cả nhà nha, bye bye.